Yo 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 yo, ok. Sau bao nhiêu khó khăn thì mình đã trở lại với tập tiếp theo của game GTA 4 này. Cái GTA 4 này nó lỗi nhiều, nó không phải là lỗi kiểu hình ảnh gì mà cái FPS của nó tụt kinh khủng luôn ấy. Nhiều lúc nó chơi nó không được sướng, nhưng mà thôi, bây giờ bất chấp đi. Nhất là bây giờ thì lúc mà mình lên cái bản Win 10 này, nó tự nhiên Rockstar lại có một cái bản update phụ nhỏ nhỏ. Mình thấy có vẻ như khá là ổn định thì phải. Bây giờ mình cứ thử ghi hình ở 30 FPS, ở tập sau mình sẽ thử ghi hình ở 60 FPS như thế nào. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục như ở cái tập 4 mình đang dang dở là đã là hẹn hò xong với Michan. Bây giờ mình không nhớ là hồi 4 tập đấy mình đã gặp cái thằng này chưa, nhưng mà thằng này là thằng nó sẽ cho mình một số cái nhiệm vụ phụ ở Liberty City này. Đây là lần đầu tiên gặp nó sẽ cho mình 100 đô. Mình cũng chả hiểu nó nói cái gì đâu vì nó cũng vô nghĩa thôi à. Ta làm cái cu giàu có đấy anh bạn ạ. Ta rất là trẻ, ta giàu có lắm. Bên nhá, có 100 đô. Chú Sam, Benjamin, con mẹ nó Franklin, tự do, cho mày đấy. Tự nhiên được cho 100 đô. Trông cái thằng đấy cũng khác gì thằng vô gia cư đâu. Thế mà lại có 100 đô cho mình. Easy vậy. Ai cái thằng sếp? Cái thằng sếp là luôn luôn tán tỉnh vợ sắp cưới của Roman nhá. Vlad này. Rất người nói xấu Roman thôi. Hey Nico. Roman đâu rồi? Hỏi hay lắm. Cho tao một cốc cà phê đi. Cái gì cơ? Lấy cà phê cho tao. Mày lì à? Thôi được rồi, để tao tự lấy. Để tao lấy, tao sẽ lấy cho mày. Sao? Sao lại cứ tiếp tục nhìn tao vậy? Chọc con mẹ nó mù mắt bây giờ, cẩn thận đấy. Bình tĩnh nào, anh ấy là người mới mà, ta biết. Giờ thì đừng có nhìn tao nữa. Hey Mallory, hey, nghe anh em. Đến lúc rồi, anh Vlad đi. Có chuyện gì vậy? Roman, thằng này. Để tao cho mày biết chuyện gì nó xảy ra nhá. Ý là tiền của tao đâu? Tôi có mà, tôi có một phần rồi. Trời ơi, Roman nợ lần chống chất. Đó là lỗi của tao à? Tôi không có nói vậy. Tốt. Tôi Nico sẽ xử lý bọn chúng. Đánh chết bọn Daran đấy luôn. Và dạy cho bọn chúng một bài học đích thực. Vậy hả? Tao sẽ nói cho mày biết nhé. Khi mà mày không trả, có thể mày và Nico sẽ phải làm cho tao một vài việc đấy. Chắc rồi, tốt. Tại sao lại không? Gặp sau nhé Vlad. Thế đấy. Nợ nần bây giờ lại bắt Nico phải gánh hộ. Bố cái thằng anh em này. Ở Nga đang nhào đói giờ sang Mỹ định cư trái phép. Cuối cùng gặp phải tình cảnh này đây. Được, anh ấy có thể lái. Yên tâm, anh ta không phải là cớm đâu. Anh ấy tên là Nico. Anh ấy sẽ đến ngay. Này, xin lỗi nhá, nhờ anh em. Anh có thể đoán German không? Một khách hàng thân thiết ấy. Sao cũng được. Lại còn thiếu nhân viên ấy. Cái công ty taxi của Roman có vẻ làm ăn tệ quá nhỉ. Vừa kể cho Roman chuyện thằng Vlad bắt Nico về lấy cà phê cho. Cái thằng khách mà mình sắp đón đây chính là một nhân vật rất là quan trọng ấy. Sau này rất là thân thiết với mình. Thế nên mình phải đi cẩn thận. Xe là cần phải bóng lộn. Mặc dù cái xe là bẩn quá. Gợm đi, nó phải cẩn thận. Đấy, mình thích cái điều khiển xe của cái game này cực kỳ luôn. Mặc dù nó hơi chậm và nó cũng... Với người mới chơi thì nó rất là khó điều khiển. Nhưng mà khi đã quen rồi thì thấy nó rất là mượt mà nhé. Một anh da đen. À không phải, hình như đếch phải rồi. Nên nhầm. Mình xin lỗi. Thằng này nó không quan trọng lắm đâu. Thế như là thằng này nó sẽ mở. Mình nhầm thằng này với cả cái thằng đúng rồi, cái thằng mình định ngoài đến hình như tên là Jacob cơ. Một thằng da đen hay sao ấy. Còn thằng này hình như là làm nhiệm vụ này xong sẽ mở khóa cái chức năng gọi là sơn xe để chạy trốn cảnh sát.
about you? You're Nico, right? The hotshot ladies man cruising around the Mediterranean breaking hearts and making millions? Yeah, I traded in the yacht for this cab. That's exactly the kind of place I can imagine Roman making up. You've got to give him credit for his imagination. Tốc độ không cao nhưng đánh lái rất là tuyệt vời. I had a feeling you sounded too good to be true. The question is, are you willing to get your ass? That door isn't meant to be open. Wait here while I take a look. Ồ, cái cửa đó lẽ ra không nên mở ra, để tôi kiểm tra xem. Bị cảnh sát gài rồi. Cơm đến, chúng ta phải thoát thôi. Yên tâm, cái trật tự, với trình độ tổ lái của tôi sẽ đưa chúng ta đến nơi an toàn. Chắc cái nhiệm vụ này mới chỉ là để tập cho mình cái cách trốn cảnh sát thôi, chứ cũng chưa mở cái sơn xe đâu nhỉ. Đi ra khỏi cái vòng tròn đỏ đã, lúc đấy thì mới bị mất dấu, còn bây giờ chưa. Trời ơi, đằng trước cũng có cớm rồi sao, bực thật. 2 sao nó cũng khó hơn so với 1 sao. Rồi, sắp đi ra khỏi cái khu vực nguy hiểm rồi. Mình lái trò này thì vượt quên mẹ nó đi, đẳng cấp tổ lái đấy, oh fuck. Chui đây nào. Trốn không cho nó nhìn thấy chết thôi chứ. Nó là sau lưng nó. Trời ơi, nó ở sau lưng nó nhìn thấy rồi. Thôi ăn xít rồi. Ăn xít rồi, ăn xít rồi, ăn xít rồi, ăn xít rồi. Cái trùng cuộc vẫn bị lộ, bực thật. Không sao, mình cố lái cho nó ít va chạm nhất có thể thôi. Ui, lại về điểm xuất phát này. Rồi, thử đi một cái tuyến đường mới. Đi thẳng đi. Đi thẳng tốc độ cho ổn định. Ý, cái đấy chịu thôi. Trên không trung thì mình cũng không biết làm gì hơn nữa. Thôi chết rồi, đằng trước cũng có, mẹ ơi. Có vẻ như sẽ thoát. Có vẻ như chúng ta sắp thoát rồi. Đây là cái quán rượu mình hay đến thì phải. Đúng rồi. Chỗ đấy mình hay hẹn hò với mấy thằng bạn. Ok, ngon. Hình như vẫn chưa mở cái gara sơn xe đâu. So what brings you to Liberty City, Nico? Roman, I guess. And some other things. I'm looking for something. Good luck finding them. Không, hình như đúng đến đấy rồi đó, mình nhìn trên bản đồ đúng hướng đấy rồi. Chắc cái nhiệm vụ này chưa dùng đến cái đấy, nhưng mà nó mở khóa được cái tính năng sơn xe, đúng rồi, đúng cái chỗ sơn xe rồi. Đây, nhìn góc bản đồ kìa, mình thuộc bản đồ này lắm. Mình về nước trò này trên dưới 10 lần này. 7 game này nó khá là phi tuyến tính, nó có rất nhiều sự lựa chọn ở giữa game, đâm ra là mình muốn chơi đi chơi lại để xem có những cái lựa chọn nó khác nhau như thế nào mà. Đâm ra là thuộc nhiều cái. Chỉ nhớ có thể kém, nhưng mà những cái nó ăn sâu vào đầu mất rồi. Bay spray. Cái cửa tiệm này ở trong cái game này nó khác với San Andreas, có nghĩa là game này bạn phải làm không cho cảnh sát thấy mình cơ thì mới vào sơn được. Nhưng nếu cảnh sát mà thấy nhá, đi vào nó không sơn cho đâu. Nếu nó khá là thật. Rồi, gọi điện báo cho Nico là đã làm xong việc đấy. Làm báo cho Roman. Xong rồi đấy, chắc Roman đã có nhiệm vụ mới rồi. Thì hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Còn bây giờ mình sẽ đóng video ở đây. Đừng quên like, chia sẻ video và subscribe channel của mình nhé.